chung nôi vậy đó, yêu thương nhau vậy đó, biết không? Còn con không có chọc chị nè, thôi nè, của ai nữa đó đã vô giành cái nôi của chị rồi mà còn ghẹo chị nữa. Con xê ê xà này kỳ quá con ha, bởi ê xà kỳ quá xê xê ha, rồi đi xê xê cái phụ bồng đó, ê xà ra đây nè, xê xê vô đi, xê vô đi, ê xà kỳ quá. Bởi vậy tối ngày ê xà cứ đi kiếm chuyện chị không hà, cái nôi của chị rồi mà còn đi giành cái nôi của chị mà còn đi kiếm chuyện còn quậy chị nữa hà. Quậy quá ấy xà, quậy quá chị hết nổi rồi hả, quậy quá là sư phụ cho ra ngoài á, thấy không? Nó nằm yên thì sư phụ cho nằm ké, thấy không? Nằm đó mà quậy là sư phụ cho ra ngoài, nghe 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 không? Nằm nó nằm im re thì sư phụ cho nằm nghe, mà để cho chị dây mặt vô vách vậy đó, thấy tội nghiệp chị buồn không? Thấy không ấy xà, thấy chưa? Một chút nằm ké là không có nhúc nhích nghe không, không là cho ra ngoài á, nóng chết cha luôn nghe không, nghe không? Nằm xuống đi, nằm xuống vậy đó, bỏ giò vô, nằm đâu nằm đó im re nghe không, nghe không? Quậy là đập nghe đó, coi đó trời, làm chị xê xê chứ tức cái mình đó. Nằm không yên, cứ nằm nhích ba cái, nhích ba cái, liếm ba cái coi vậy đó là xê xê tức không? Mới sức thuốc đó, thuốc đằng cho đừng có cho dây hôi gì bồ chét á, đừng có cho con là coi bắt đầu nghiêng qua ngoài này nghe, hãy cho đụng người ta, con xê xê nó không chịu đụng đó, hồi bắt đầu quay qua đụng cho người ta nè, nè coi nè, nghe quay kiếm chuyện cho bằng được, hồi con nè đó nằm ở đó bắt đầu kiếm chuyện rung lên quậy lên nha. Quá trời quá đất. Nằm yên đi đó, nằm yên thì sư phụ cho ở trong này, hai chị em ở chung, vậy là tôi cho hai chị em ra ngoài sân hết nghe không, cho trời nắng là le lưỡi luôn nghe không, nghe đó. Chị xe xe chị im re à, ở xà coi đó thấy không? Dòm nói gì, dòm đi nghe. Dòm đi nghe. Đó, dòm đi. Nói hai chị em ngủ chung vậy không? Đã không? Vậy mà không chịu cứ quậy. Đó, quậy cho chị xê xê, chị ghét, chị dòm, bắt kiểu dắt, chị đâu có thèm dòm với xà đâu, thấy không? Thấy không? Nó nằm dành hết hơn 2 phần 3 cái nôi của anh ta rồi. Của anh ta đi vô chiếm của anh ta mà giành nó 2 phần 3 của anh ta rồi. Xê cái đít xích qua, xê cái đít xích qua đó, chút vậy thôi, xê xê xích qua con, lấn qua con đó, biết không? Biết không? Thấy chưa? Nghe lái bậy, lái bậy là chết cái sườn, nghe không, nghe không, nghe không, nghe không? Xê xê dây mặt ra con, nó nhầm dây mặt ra, mình làm dây mặt ra luôn. Xê xê đi, xê xê đi, dây mặt ra cho quay mặt đẹp nè, lên lên tình hình nè, lên tình hình nè, nghe không? Đó, xê xê vô dây mặt đó, đúng rồi, dây mặt ra, nằm xuống, nằm xuống đó, thấy không? Hai chị em nằm dễ đã không, quá đẹp không, thấy chưa? Hạnh phúc không? Ôm nhau ngủ không chịu, thấy không? Thấy không? Vậy là đâu có bị đuổi đâu mà sân hết hai con. Nó sẽ nằm đi đó, ê xà nằm rồi đó, xe xe ngon ngủ ngon đi, rồi ê xà ngủ đi, thấy không? Vậy là sư phụ đâu có đuổi đâu rồi sang đâu. Nằm ngủ ngon hết đi, thấy không? Nghe lời sư phụ nghe không, hai con phải nghe lời nghe.
Nuôi hai con là phải nghe lời sư phụ nghe không? Không có đá bậy nghe, không có gây lộn nghe. Là sư phụ nuôi nghe, nghe không? Nghe không? Đó. Chị em phải thương nhau nghe không? Ê xà không có liếng lắc nữa nghe không? Ê xà liếng lắc quá trời đi. Ê xà cứ cứ chọc chị xê xê hoài chứ bực mình nghe không? Đó. Nghe không? Không lấy đất nữa nghe không? Xe em vậy là không có khó tánh quá nghe. Giờ gì? Liếc liếc cái gì? Hai con liếc liếc cái gì? Liếc liếc cái gì? Thế nay chịu đầm chung nâu rồi đó. Không đầm là sư phụ đập. Huấn luyện vậy đó, huấn luyện từ nhỏ vậy đó. Để tôi rót cái cây tôi dành tôi đập nữa đó, chịu nằm chung nôi rồi nghe không? Chúc mừng hai con nghe không? Nghe không?